Đồ đặt cược bạn mang đến đây là cái gì? Đây, tôi đến đây cùng phi hành đoàn của tôi sẽ cống nạp họ cho mọi người. Quên hết những màn leo thang về giá thành và chất lượng của các hãng mô hình quen thuộc, hãy cùng mượt nhọ nắm tay nhau và va vào siêu phẩm này. Một đại diện đến từ đế chế Trung Hoa anh hùng, 4-Pack Superhero Limited Edition Avengers 4. Nếu bạn là một người chơi hệ gắt, bạn đang cần tìm một điểm sáng cho bộ sưu tập của mình, đây chính là câu trả lời dành cho bạn. Sản phẩm 100% là đồ hãng, được sản xuất và lắp đặt bằng dây chuyền tân tiến nhất nhì tổ dân phố. Hãy tin chúng tôi, nếu ai chê sản phẩm này xấu, tức là họ ghen tị với gu thẩm mỹ của bạn. Liên hệ chốt đơn, gửi email đến đồ chơi lừa đảo @gmail.com hoặc nổ ngay thông tin dưới phần bình luận của video. Mượt nhọ, chả có gì ngoài uy tín. Hey, xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Mọt Nhựa. Thì ngày hôm nay để tiếp tục với series reviews, chúng ta sẽ đến với một con hàng cực kỳ xa xỉ, nó là đỉnh cao của mô hình luôn. Và nó là của Thành. Xin mời. Superhero Avenger 4 Collect them all. Bắt đầu. Mọt Nhựa. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với những nhân vật chính của video này. Thì chia sẻ với các bạn là cái độ tinh xảo, cái độ hoàn thiện của hãng sản xuất Superhero đối với 4 con mô hình này thì rất là ok. Thế nên là cả 4 con đều không đứng được. Và cái độ hoàn thiện về cái nét mặt và cái chi tiết nó cũng bá đạo quá, rất là ú à. Nên là mình xin phép úp xuống để dành sự bất ngờ cho các bạn. Chúng ta sẽ đi vào phần phụ kiện trước nhá. Chúng ta có một cái giáo và một cái búa. Cái giáo to hơn cái búa. Xin hết. Không để các bạn chờ lâu hơn nữa, bây giờ chúng ta sẽ đến với những con hàng đỉnh nhất năm 2020 mà Mọt Nhựa sở hữu được. Đến với con hàng đầu tiên nhá, Black Panther. Tổng thể các bạn thấy không? Lực lưỡng không? Nhưng mà cái tổng thể nó không quan trọng, khi mà chúng ta zoom một phần head này nó mới là đỉnh cao. Đấy, anh em thấy không? Hãng đã cố tình in lệch. Tớ xin nhấn mạnh là cố tình in lệch nhá. Chứ còn in bình thường nó bình thường, nó normal quá rồi. Bây giờ mình phải in lệch, nó có cái tính bản sắc, nó mới có tính made in China. We don't do that. Tiếp theo là con figure nữ duy nhất trong cái 4-pack này. Và mình xin đảm bảo với các bạn rằng nó đẹp kinh khủng. Ui dồi ôi, tôi nói có sai đâu, các ông không tin. Nó đẹp như thế này cơ mà, liên thành đổ nước thùng thùng phi như thế này cơ mà. Thấy không, làm sao có một cái hãng nào mà đủ sự tinh tế, nó đưa một con mắt lên tận trên trán như thế này. Làm gì có, chỉ có made in China Superhero thôi. Đi kèm với cái phong cách so le của cái đôi mắt thì nó là một màu gỗ mun của cái đôi môi, cho thấy cái sự tinh tế của hãng khi mà người ta sắp đặt cái màu sắc và cái bố cục của khuôn mặt, nó mang cái tính biểu tượng của cái sự không biết nói như thế nào. Thưa ông, im mẹ mồm đi. Tiếp theo nữa là thần sấm thò của chúng ta, được mệnh danh là nam thần, thì cái vẻ đẹp của con fix này cũng phải được đảm bảo ở cái mức cao nhất. Anh em yên tâm. Đéo tin. Lại bảo với tôi là không đẹp dai đi. Ui dồi ôi. Làn da trắng, tóc râu màu vàng, mũi cao. Ui dồi ôi, nhất là đôi mắt. Nhất là đôi mắt. Làm sao có một đôi mắt nó xanh, nó trong như thế này được. I like this one. Hãng tuyệt vời quá. Một đôi mắt này nhưng mà lại hai hướng nhìn, tuyệt vời không? Nó đẳng cấp. You can't defeat me. No, I know. But he can.
Và cuối cùng, vơ đét của cái 4-pack này phản diện chính của cái phần phim Avengers 4 của hãng Superhero, đó chính là Thanos. Nó phải như thế này, nó phải như thế này, anh em hiểu không? Đẳng cấp đây này. Anh em nhìn vào đôi mắt này đi. Ngất chưa? Ngất ngay. Cái sự đỉnh cao nó nằm ở cái đôi mắt này. Đấy. Cái khuôn mặt này nó rất đẹp trai nhá. Nhưng mà đưa cái đôi mắt này hãng người ta in lên nhá, thì cho thấy một cái phong thái của một vị thần lắc. Thấy không? Nó quyền lực với cái găng đá thị lực này. Tuyệt vời không? Ai, nó phải thế này chứ. Đấy. Làm sao nào có một hãng nào mà nó đủ tự tin và nó đủ quyết đoán để nó in một cái đôi mắt như thế này được. Anh em thấy có đúng không? Tôi nói là không bao giờ sai. Như chia sẻ ở đầu video thì mình bảo với các bạn là mấy con này nó không đứng được. Nhưng mà bằng một cách kỳ diệu nào đấy thì ba con đã đứng được. Còn một con thì nó hơi bị lộn tun một tí. Thì cũng chia sẻ với anh em là ngoài cái việc trưng bày, ngoài cái việc chơi với cái sự đẹp của nó, thì cái 4-pack này còn dùng để tự vệ được. Thì cái lý do tại sao thì anh em có thể thấy ở đây. Đằng sau lưng nó có một nút bấm, và đằng trước nó có đèn. Nhìn này. Ui dồi ôi, mù mắt luôn. Cái này mà đem đi trời tối mang đi tự vệ thì chiếu vào kẻ xấu thì nó chỉ có mù thôi. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua phần biên độ cử động khớp. Cũng là một thứ gọi chung là nó rất khủng khiếp, nó gọi đi đầu xu hướng luôn đấy. Thì mình sẽ lấy một trong những cái con đẳng cấp nhất ở đây, đó là Captain Marvel lộn tum này nhá. Đây rồi. Và cái lý do vì sao mình bảo đây là đi đầu xu hướng, thì thật ra cái con Captain Marvel này nó có những cái khớp như bao các hãng khác, nhưng đặc biệt cái độ lỏng của nó thì vô địch, không ai bằng. Anh em nhìn thế này, kinh khủng chưa, đỉnh chưa, làm gì có hãng nào làm được lỏng như thế này đúng không? Ui rồi lắc này, ui rồi ôi, tuyệt vời. Biên độ cử động 12/10, tôi xin chấm điểm như thế là rẻ đấy. Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay quá. Như mọi khi thì bây giờ sẽ đến phần so sánh scale, nhưng mà không. Đối với cái 4-pack này, bạn chỉ cần sở hữu thì bạn sẽ không muốn mua, không muốn so sánh với một hãng nào khác, nên là bỏ luôn cái phần so sánh scale. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái phần gọi là anh em bày tỏ, anh em gọi là chắt chiu những cái tâm sự về cái 4-pack này nhá. Như các bạn đã thấy thì đã không còn đèn trung thu ở xung quanh đây nữa, bởi vì là thực sự cái pack này đấy, nó cực kỳ chi tiết và cực kỳ công phu. Chúng tôi phải dành ra mấy mùa để thực hiện cái review này, nên là một mình tôi sẽ không xuể. Nên là ngày hôm nay tôi đã mời đến hai chuyên gia trong một vài cái lĩnh vực đầu ngành, nên là muốn lắng nghe xem là họ cảm nhận gì về cái độ khủng của cái pack này nhá. Thì bây giờ mời anh Hiếu. Ok. Điểm ấn tượng của cái pack này thì thực sự là với kinh nghiệm sơn cũng như custom fit của tôi trong vòng năm vừa qua thì để mà đạt được đến cái cảnh giới của cái hãng Superhero này về dụng sơn ấy, thì chắc là tôi phải cố gắng khoảng 20 năm nữa thì mới sơn được như này. Thì là ghê của nó đấy, càng đen đấy, metallic quá đỉnh. Và một điểm mà tôi cảm thấy nề phục nhất của cái hãng này đấy chính là, các bạn biết là khi sơn thì cái mặt của nhân vật là cái khó nhất. Đúng, chính xác. Nhưng với cái pack này thì họ đã làm một cách chuẩn chỉ nhất và đạt đến cái mức độ tinh xảo dã man nhất. Nghe ấm lòng. Bây giờ đến Nam Anh. Bây giờ đây này, cái pack này khớp bọn này cực kỳ đỉnh, cực kỳ tốt. Phải nói là nó siêu linh hoạt. Để mọi người nhìn nhá. Đấy.
cốc chi tiết thì khỏi bàn rồi. Khớp tay này xoay 360 độ, gập được 90 độ luôn. Đấy. Đặc biệt nhất á, có đèn luôn, có đèn laser bắn trưởng này. Chiu, có thể tự vệ. Chiu, chiu. Bắn nào, bắn nào. Đấy không? Bắn. Chiu. Cái pin này. Con này bản đặc biệt, bản không có pin. Con này bản pin chết. Đấy. Nói chung là anh em không thể chê được cái vách này đúng không? Không thể chê được. Quá đi. Không thể nào mà chê được khi mà cầm vào tay thấy thì biết là đây là những cái thứ đỉnh nhất trong bộ sưu tập của mình rồi. Thế để mà đánh đổi hết tất cả đồ chơi ở đây thì mà có cái bốn con này chắc là cũng đánh đổi đấy. Nhận. Thôi, mày đừng có bốc phét. Mày đừng có mồm điêu đi. Như thường lệ phần review của mọt nhựa thì đây là phần tổng kết. Nhưng mà tôi khẳng định các bạn là không có gì để tổng kết cả, ngoài từ đỉnh. Thế thôi. Và nếu các bạn thấy cái 4 pack này nó đỉnh thì đừng like, share và subscribe cho bọn tôi. Nói thật đấy, nên là như thế. Thế nhá, tạm biệt. Nhiệt huyết vào nhá, mặt tươi vào. Anh cũng không.